Trong video được người dân ghi lại, con đười ươi có bộ lông màu đỏ ngồi bệt trên sàn, phì phèo điếu thuốc rồi nhả khói như người. Sau đó nó còn dụi điếu và vứt tàn thuốc. Theo nhận định ban đầu, điếu thuốc trên có thể do du khách ném vào và con đười ươi đã bắt lấy để hút. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ rằng, từ lâu đã xảy ra tình trạng nhiều du khách ném thức ăn, rác vào chuồng thú, bất chấp biển cấm và nhân viên nhắc nhở. Theo một số chuyên gia, việc ném đồ vào chuồng thú có thể làm thú hoảng sợ, nặng hơn có thể khiến chúng bị thương. Tệ hơn, điều này có thể khiến động vật học được những thói quen xấu, điển hình như hành động hút thuốc được ghi lại trong clip. Đây cũng là một vấn nạn từng được ghi nhận ở nhiều vườn thú trên thế giới. Năm 2012, một con hươu cao cổ tại vườn thú phía đông Java, Indonesia, được phát hiện đã chết với cục nhựa nặng 20 kg trong dạ dày sau nhiều năm ăn đồ do khách tham quan ném vào chuồng. Do đó, du khách cần nâng cao ý thức, chấp hành quy định khi tham quan nhằm đảm bảo an toàn cho động vật được chăm sóc trong sở thú công viên. Khi dư âm về vụ việc trên còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một chú đười ươi khác cũng suýt trả giá bằng tính mạng vì thói quen vứt đồ vô tội vạ vào vườn thú của khách tham quan. Theo đó, một du khách đã ném đồ ăn cho đười ươi nhưng không ném tới bãi đất mà rơi ở mép hồ. Chú đười ươi này đã cố dướn người lấy đồ ăn, tuy nhiên do cỏ trơn nên đã trượt ngã, chơi với rồi chìm xuống lòng hồ. Rất may mắn, nhân viên sở thú đã có mặt kịp thời, ném phao rồi nhảy xuống hồ giải cứu, đưa chú đười ươi lên bờ. Sau khi được sơ cứu, đười ươi đã hồi sức, tuy nhiên tinh thần vẫn còn khá hoảng loạn. Sự việc xảy ra vào sáng 24 tháng 6 tại vườn thú Safari Phú Quốc. Vụ việc này một lần nữa khiến những người có mặt trong sở thú không khỏi hốt hoảng. Hành động dũng cảm, kịp thời của nhân viên sở thú nhận được sự tán dương và khen ngợi của cư dân mạng. Trong khi một số khác khi theo dõi đoạn clip này thì bày tỏ sự bức xúc trước sự vô ý thức của một bộ phận du khách không tuân thủ quy định. Hy vọng du khách lấy đây làm bài học để rút kinh nghiệm. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, hãy để loài vật được an toàn với cuộc sống vốn có của nó.